giới thiệu cho mọi người lẩu mới lên nha. Chẳng đợi chú Nguyễn đến năm rồi. Chú về nướng nè, về xào với lại phở, bánh phở. Em phải đi xin cho nó ăn kìa. Hai dĩa, hai dĩa ra một tô với em ơi. Em phải đi xin cho nó ăn. Để coi dẫu có lúng tiền nước gì đó. Đó, ăn với lại mấy cái rau ngon ngon không ạ? Cải bè xanh, cần ngô. Anh không có chạy về bị bẩn rồi. Năm nay ngày con cọp á, năm nay con cọp đánh con. Ủa em, cái lẩu giống gì là bao nhiêu tiền em? 200 mấy cái lẩu này á. Đây, để chị Sương vớt thịt lên em coi thử coi thịt nhiều không, 200 mấy chị? Thịt là nhỏ đó. Dạ. Đây 200 mấy nè. Sao? Tại sao lúc đó anh chị? Đó, thịt không à. Có củ sen nè. Đó. Nhiều ha, thịt nhiều, củ sen, củ đồ. Xương đồ nữa. Nói chung là tương đối ok ha. À, bỏ đồ hũ vô nữa à. Hấp dẫn quá. Không biết 200 mấy là 200 mấy, nó tùy theo lẩu lớn nhỏ hay gì á, nhưng mà giá dao động chắc 200 mấy. Cỡ 250 á mọi người. Đã quên coi cái menu. Bắt đầu hấp dẫn nha. Đi có đi cho chị đi nè. Đi có đi cho chị đi được. Để đi có đi cho anh ta đi chùa sướng lắm. Đi để cho chị đi. Mãi đưa bu giấy xó nè, em phải chơi chị đó. Thôi, cho anh ta đi sướng lắm á. Cho đi là sướng. Không phải. Bạn tôi á, dặn nó lên máy bài á, em phải đưa nó đi. Nó một tháng nó chở tiền cho em mà. Bạn tôi chửi nhục nó lên máy bài à. Em phải đưa nó đi máy bài. Đưa đi á, đưa đi. Ngon à, nãy Hơn Trần ăn mấy món rồi. Đưa nó đi máy bài. Vũ nướng cũng thấy ngon. Mà nó xào cái hủ tiếu này cũng ngon. Nãy giờ 3 món rồi, lẩu nữa 4 món. Đúng rồi, 4 món rồi mọi người. Món nào ăn cũng ngon hết á. Thấy không, muốn sạch sẽ rồi biết rồi. Đó, hai dĩa rau một tô. Món này ngon lắm, ăn cái cải thì này ngon. Còn miếng ăn luôn à, ngon quá trời ngon, chấm miếng chào. Chú Nguyễn chưa đến nha mọi người. Tôi đi chơi đi hoài luôn. Chơi gần đi ha. Dạ, chắc chơi ăn thì he. Rất là ngon à. Em đưa đi em có tiền. Vô tay để giảm cấp cho chị ăn miếng thịt sơn. Chị xin làm cho nó ăn kìa. Chị chết. Qua một cái bên vô gà đúng cho em. Chị xin làm cho em ăn. Giảm cho em ăn kiếp lại. Ăn không vậy em, ngon không vậy? Ngon mà. Quý không chịu ăn chị ai biết. Ăn đại đi, không có chết đâu lo. Mà nó đi nhậu hoài luôn chứ, tụi nó ngày nào cũng đi nhậu luôn. Tụi nó làm mà là đi nhậu, giờ quý không biết ăn. Ủa ngày xưa đôi thì quý nhiều nhưng mà mấy mà nó chuồng nó ăn đi, chuồng nó cũng ăn. Ngày đôi thì quý ngày xưa bao nhiêu hùng? Hả? Quý nhậu ngày xưa bao nhiêu hùng? Hai lo, bây giờ lên 3 lo. Trời ơi. Mà nó đi chuồng nó ăn á, chuồng nó ngon lắm á. Chuồng nó cũng ngon lắm á. Còn cục à. Ngon quá trời ngon à, giờ đợi sôi mà sôi rồi đó. À, quán ở ngoài đó ba con dê thì nó hết con dê rồi đó, nó bán hết con dê rồi đó. Hết con dê rồi đó. Bán hết con dê rồi mọi người. Mới đây là bán hết con dê rồi, đầu giờ bán hết con dê. Nhìn qua bên kia. Bán ngày mấy con. Dạ, chắc bán ngày mấy con luôn quán này. Hết không vậy? Ngon. Em cũng ăn cái này kìa. Em cũng ăn cái này. Còn tơi lên nè.
Hồng Tơi đúng bài luôn á. Chất lắc rồi con ăn dê mà sung quá rồi con làm gì chất? Đi kiếm chai. Đi kiếm chai. Đi ăn xong đi kiếm bánh bánh bánh. Ăn xong bánh bánh đi đóng phim nghèo nha. Ăn xong đi kiếm bánh bánh đi đóng phim nghèo nha. Phim nghèo đóng mặc quần áo á. Thiệt quá à. Không mặc quần áo á là phim nghèo á. Phim nghèo á. Quý đóng phim đó lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa sao biết đóng? Mình coi phim hoài mình biết cái gì cũng biết. Rồi tối nay mình đi coi phim hoài là mình biết cái gì cũng biết. Rồi tối nay muốn đóng không? Dạ quá ăn cơm chứ quấn đi lâu nha. Quấn quấn là anh này đi chạy chiếc xe bà xong một chiếc xe ba xong một đậu kỳ mới ngon á. Thấy hấp dẫn lắm nha mọi người nè, đó đậu kỳ. Ủa? Làm gì làm chứ lẩu dê lẩu bò đâu có tổ hủ kia là ngon rồi. Với lại cái củ sen á. Quý quý thấy thèm mà. Tại quý quý nói không ăn bây giờ quý quý cũng phải ăn. Ăn có sức đi lát rồi đóng phim. Lát rồi bóng lưỡi với chất. Quý lát rồi bóng lưỡi với chất. Giờ nó ho hoài kìa, bấu lưỡi đi thấy cảm. Vừa trẻ vừa đẹp trai, quá quấn quấn đẹp trai lắm. Vừa trẻ vừa đẹp trai. Bởi vì hỏi là biết đẹp được không? Chết, nhảy cho quý già chiêu qua gì chết. Ba số 1 kêu quánh 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 là 1111. Quánh 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 là cho tiếng Anh nói hết còn mới hiểu rồi. Quánh quánh quánh. Mở mở. Mở đi học. Ông xưa bỏ nhiều quá, xưa bỏ ra nhiều quá. Đó, lớn luôn, bự lớn. Ngon quý. Rồi, vậy là biết ăn dê rồi đó. Còn là thứ dữ không mà chị ơi? Dạ. Đây, tô hủ kỳ nè, món thích nhất nè. Đó, tươi không? Kệ bỏ đại vậy. Chúng ta cũng khỏe kìa, nóng kìa. Bỏ bự cũng được mà. Cố lên đèn thì ở đây cũng lên đồ rồi nha. Ăn thoải mái rất là ngon. Bẻ nát quá thì Dương ơi, bẻ nát quá nó không có kia đồ. Hỏi được rồi, Dương ơi, được rồi, Dương để cho mình. Thấm vô nóng rồi mà. Để hết luôn đi không? Lắc quá ha. Bữa nay thứ mấy vậy, thứ 2 mà đắt dữ vậy? Ờ thứ 2 mà đắt ghê không? Đừng có nói thứ 7 chủ nhật chắc không có chỗ ngồi quá. Là đòi ra đây ăn á hả? Có tiền không? Tiền nào mà có ăn kêu chị dẫu ra nhà chị chạy ra. À, có ăn, ăn cái gì phải không? Hoặc là kêu à ché phải không? Có một món à ché không? Không bao giờ thích ăn đâu. Chả ché, ăn chợ là sẽ làm cũng được mà xa quá lũ đặt. Nãy đi phải đẩy chị, thấy chị đòi chạy tội nghiệp á mọi người. Không cần chạy xe Honda vừa chở chất rồi đẩy lên. Cho bà bớt đạp đi. Cái này chị biết đi. Biết chạy xe Honda không? Biết đi yếu lắm, biết yếu quá. Bỗng cầm còn chạy được mà, ché không chạy được. Yếu lắm, yếu quá. Có thuốc khùng nó yếu quá, thuốc khùng. Chị chạy hay lắm á, tại vì có thuốc khùng yếu quá. Có thuốc khùng. Cái này chất này tươi quá à.
Chất ơi, Chất cảm ơn em, Chất cái đi cho nó hoành tráng đi. Cảm ơn chị Sương rồi. Nước lẩu rất là ngon nha mọi người. Số dách luôn á. Cái này là hình như là nó có bỏ mấy cái đồ mà ngũ vị nhị vị của người Hoa đó, bỏ vô nấu lẩu dê mới ngon. Cái chỗ này có bỏ ngũ vị người Hoa không? Không ạ. À. Nấu theo phong cách của người Việt hả? Ở đây phong cách người Việt mọi người. Lẩu dê phong cách người Việt. Không có bỏ mấy cái thang thuốc đồ vô. Hấp dẫn. Đây chén đường. Rồi đây chén đường. Ai ăn mà thấy chưa đủ ngọt độ ngọt thì bỏ vô. Ở đây là cái vô như là nó có trên đó, bỏ lên vô cho anh em nếm vừa ăn. Mời mọi người ăn nha. Món này là món thứ ba rồi đó. Món nào cũng ngon hết. À, quý bây giờ á, nãy nói không biết ăn thịt dê nhưng mà bây giờ nhìn thấy cũng hấp dẫn quá, cái đói cũng ăn luôn hả? Giờ cũng ăn thì ăn rau. Quý không biết ăn, quý ăn dao không à? Rồi cái nước dê là tính sao? Rau nó không chín hả? Ăn dao không à? Quý ăn rau không nha mọi người. Còn thịt là gì chất ăn hết á. Ăn với mì nữa nè. Rất là ngon luôn. Chị Sương là chén thứ hai rồi đó. Dạ đó. Để từ cũng được chị. Chất khoái ăn lẩu dê rồi. Chất mai mốt rồi, cái quán này khoái ăn là bỏ lẩu bò luôn hay sao? Lẩu bò ngay chỗ Hồ Thị Kỷ sao? Trời ơi, phải nói lẩu bò ngon hơn lẩu dê à. Nhưng mà lẩu dê mắc hơn lẩu bò. Thích ăn bò hơn rồi. Ăn dê nó mát, nó bổ hơn. Châm nước rồi. Quay vòng quán cho mọi người xem nè. Rồi châm nước. Đó. Rồi để ăn chừng ăn miếng nha mọi người.